shop đồ chơi của mình hôm nay giới thiệu với các bạn một sản phẩm có tên là cờ xuyên dây. Đây mình sẽ có ba con cờ. Bây giờ mình xỏ ba cờ vô đi, xỏ ba cờ này vô. Dạ, ba cờ vô một chỗ đây và mình nhờ bạn xòe bàn tay ra, rồi cầm giùm ba cờ này, được, ấp tay xuống, ấp xuống đây. Trong hai sợi này nè, bạn hết sợi nào này. Không, hai sợi này nè, một sợi là ở sợi này đúng không? Rồi trong hai sợi này hết sợi nào này. Đấy, đúng không? Rồi bây giờ mình cầm, mình sẽ cột lại đó. À, một chắc chắn biết muốn chắc chắn nữa thì các bạn bạn xòe ra lại đi, còn cờ mới còn nằm bên trong đúng không? Cờ vẫn nằm bên trong này, rồi nắm lại lại đi, rồi đó, rồi mình đợi cái háo lại nha, rồi mình cột lại nè. Đó thì con cờ nằm trong, mình đếm nha, 1 2 3 thì sợi dây này xin luôn. Cảm ơn các bạn đã xem clip này.